Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là rất nhiều linh kiện trên về tháo rời ra đang chờ sửa để di động cao cấp vn Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic mic nghe gọi trên về Smart Line, lỗi hỏng nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn được lúc không là do cái mic này đã lỗi, hỏng cần phải thay mới. Đây là mic của về Smart Line, nó nằm ở phía cuối đuôi máy nối bằng mên mà sợi cáp đi lên thế này. Ở à, cáp màn hình khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic mic gọi trên về Smartline, nói là bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu mic của về Smartline đã lỗi, hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả linh kiện, phụ trình thay thế sửa chữa về Smartline. Riêng đối với lỗi liên quan đến phần mic thì quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi những khách hàng ở xa quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho vị các bạn xin ơn vị các bạn xem, và bạn xem video để di động cao cấp vn để chỉ nhận sửa lỗi mic trên v smartline